Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày được phát sóng hàng tuần trên kênh VTC16. Chương trình có sự đồng hành của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin toàn cảnh về sâu bệnh và dịch hại hàng tuần, cũng như khuyến cáo kịp thời của các cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật để bà con có đầy đủ thông tin, kiến thức bảo vệ cây trồng. Thưa quý vị, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ trong thời gian từ nay cho tới ngày 7 tháng 11 thì sẽ có mưa rào và rông rải rác, thời tiết chuyển rét. Hiện nay thì cây ngô đông tại khu vực này chủ yếu đang ở trong giai đoạn từ gieo trồng tới ba lá, năm lá và xoáy nõn. Đây là thời điểm sâu keo mùa thu phát triển mạnh. Sâu keo mùa thu hiện phân bố tập trung tại các tỉnh như là Phú Thọ, Hà Nam, Yên Bái, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Sơn La. Các chuyên gia nông nghiệp khuyên cáo là bà con thực hiện một số biện pháp quản lý hiệu quả loài sâu hại này như sau. Đầu tiên thì bà con chú ý là cần phải làm sạch cỏ dại xung quanh vườn trồng ngô để hạn chế nơi trú ẩn của sâu. Làm đất, phơi đất khô để ấu trùng nhộng trong đất chết hoặc là dễ dàng bị thiên địch tiêu diệt. Sử dụng cho bếp hoặc là nước xà phòng loãng đổ vào nõn ngô để diệt sâu non. Dùng bẫy bào chua ngọt hoặc là bẫy pheromone 10-27 một hectare trên ruộng để diệt trừ trưởng thành. Trường hợp phải phun thuốc bảo vệ thực vật thì chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục đăng ký được khuyến cáo sử dụng trên cây ngô. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết tại khu vực này được dự báo là có mưa, mưa to đến rất to từ nay cho tới ngày 7 tháng 11. Trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió rất mạnh. Hiện nay thì tại khu vực này, cây mía đang ở trong giai đoạn vươn lóng, tích lũy đường. Đây là thời điểm mẫn cảm với dẹp bông sờ trắng. Hiện đã có 391 hecta bị nhiễm bệnh nặng phân bố tập trung tại các tỉnh thành hóa nghệ an và để phòng trừ đối tượng này thì bà con cần chú ý một số công việc sau đây lưu ý đầu tiên chính là tăng cường kiểm tra đồng ruộng theo dõi sát các loại dịch hại khi phát hiện những ổ dẹp nhỏ mới phát sinh thì cần phải bóc lá thu gom và đem tiêu hủy sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học phòng trừ dẹp sơ trắng hại mía theo khuyến cáo của cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật tại địa phương Chuyển sang thời tiết tại khu vực Duyên Hải cũng như là ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thì thời tiết chủ đạo tại khu vực này sẽ là ngày nắng, có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa rất to và rông còn tại khu vực tây nguyên thì trời uh, mây thay đổi chiều và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa to hiện nay thì lúa vụ mùa trong khu vực đã xuống giống và chủ yếu là đang trong giai đoạn đứng cái chỗ bông để bảo vệ sản xuất lúa khuyên cáo bà con là thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh hại đặc biệt lưu ý phòng trừ bệnh đạo ôn gây hại lúa giai đoạn từ làm đồng cho đến chỗ khi bệnh mới chớm xuất hiện thì cần ngưng bón đạm ngay và không để ruộng khô nước. Nếu bệnh bùng phát, sử dụng các loại thuốc trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng theo khuyến cáo của cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật tại địa phương. Lưu ý là không phun kèm phân bón lá với thuốc trừ bệnh khi mà lúa đang bị bệnh. Chú ý là sử dụng thuốc theo nguyên tắc bốn đúng. Ngoài ra thì tại khu vực này bà con cũng cần hết sức cảnh giác với bọ xít mũi và bệnh thán thư hiện đang gây hại trên cây điều ở giai đoạn ra đọt non trồi hoa và để phòng trừ thì bà con cần chú ý một số biện pháp sau đây. Đầu tiên thì bà con cần làm sạch cỏ dại trong vườn, cắt tỉa tạo tán thông thoáng để hạn chế nơi trú ngụ của bọ xít mũi. Chú ý là không bón quá nhiều đạm và tăng lượng phân kali vào thời kỳ điều ra đọt non, trồi hoa. Thường xuyên thăm vườn vào lúc sáng sớm và chiều tối để có thể kiểm tra mật độ bọ xít mũi cũng như là tỷ lệ bệnh thán thư để phát hiện phòng trừ kịp thời. Chủ động phòng trừ theo quy trình kỹ thuật quản lý bọ xít mũi và bệnh thán thư hại điều do cục bảo vệ thực vật ban hành. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết tại khu vực Nam Bộ. Thời tiết tại đây thì trong tuần sẽ phổ biến chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Trong mưa rông thì cũng có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh. Nhiệt độ trung bình từ 28 cho tới 29 độ, thấp nhất sẽ ở 23 độ và cao nhất thì sẽ ở ngưỡng là 33 độ. Lượng mưa phổ biến tại đây từ 30 cho tới 80 mm, có nơi thì cao hơn. Hiện khu vực Nam Bộ cây xoài đang tập trung ở giai đoạn ra gia hoa, nuôi quả và thu hoạch. Bà con cần lưu ý là bệnh thán thư xuất hiện và gây hại tại các địa phương như là Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang hay Kiên Giang. Để phòng trừ bệnh thán thư hại xoài, nhà vườn cần phải áp dụng các biện pháp sau đây. Chú ý là thường xuyên thăm vườn kiểm tra lá non trồi non hoa và trái non để có thể phát hiện kịp thời các dấu hiệu của bệnh tỉa canh tạo tán thông thoáng vệ sinh vườn thường xuyên bón phân hợp lý theo nhu cầu của cây trồng vào giai đoạn xoài ra trồi non và nụ hoa quả non khi mà gặp trời ẩm ướt hay là sương mù nhiều hoặc là khi mà bệnh mới chớm thì nên phun thuốc hóa học gốc đồng để phòng trừ bệnh vào giai đoạn cây mang trái thì nên bao trái để ngừa bệnh Bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày của kênh VTC16 đến đây là hết. Cảm ơn Cục Bảo vệ Thực vật đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.